Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 115. Chương 1141, Bí mật của Trâm Cài Tóc, 1. Hứa Ứng kinh ngạc nói, ngươi là đồ đệ của ta. Hỉ Duyệt kinh ngạc, thử dò xét, sư phụ vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp đầu. Hứa Ứng lắc đầu, cầm Trâm Cài Tóc lên nói, ngươi nhiều lần ám toán ta, là hành động của đồ đệ à? Hỉ Duyệt nói, đệ tử biết lỗi, kính xin sư phụ trách phạt. Hứa Ứng kinh ngạc nói, ngươi không biện bạch à? Hỉ Duyệt lắc đầu. Hứa Ứng quan sát Trâm Cài Tóc kia, chỉ thấy chiếc trâm cực kỳ cũ kỹ, đã trải qua năm tháng tang thương. Cây trâm này là phượng trâm, chắc được chế tạo thủ công, phượng hoàng cực kỳ thô kệch, hạt châu cũng là hồng ngọc, chế tạo cũng rất bình thường. Phía ngoài cây trâm còn có vết gõ. Hắn đang định thu hồi Trâm Cài Tóc, đột nhiên thần sắc đờ đẫn, trước mắt hiện lên một đoạn ký ức cổ xưa chưa từng phát giác. Tĩnh ca, tới xem món quà mà con trai tặng muội này, thân thiết hơn chàng nhiều. Hắn thấy một vị phu nhân trẻ tuổi đang vui vẻ để thư sinh dắt Trâm Cài Tóc cho mình. Đó là cây phượng trâm thô ráp, dùng tiên kim côn lôn chế tạo, bảo thạch cũng là nhặt được trong suối. Tuy thô ráp nhưng là do Hứa Ứng lúc nhỏ tốn mấy tháng mới chế tạo xong. Chắc chắn A Ứng sẽ có nhân duyên tốt hơn chàng, không biết lúc lớn sẽ gây họa cho bao nhiêu cô nương đây. Hứa Ứng vuốt viết Trâm Cài Tóc, gương mặt nở nụ cười ấm áp, hạ giọng nói, hóa ra là ta tặng mẫu thân. Lúc này lại có một đoạn ký ức thức tỉnh. Có phải Hứa Ứng không? Có người bảo ta đưa cây trâm này cho ngươi. Thanh niên Hứa Ứng đang tìm kiếm huyền bí của tổ đình, lúc này lại có người đưa Trâm Cài Tóc cho y. Trâm cài này là ai đưa ngươi? Hắn nắm lấy người kia, vội vàng dò hỏi, chủ nhân của Trâm Cài Tóc này ở đâu? Chủ nhân của Trâm Cài Tóc này ở trên tiên giới. Tiên giới. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, cầm Trâm Cài Tóc đi tới đi lui, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ta cần lên đó một chuyến. Ma thần ở tiên giới. Hứa Ứng cầm Trâm Cài Tóc, ký ức xa xưa hiện lên, khơi gợi cõi lòng của y. Phương Tùng Huệ từng nói, hắn truy sát mẫu thân, truy sát tới thế giới Phúc Thanh rồi mất tung tích mẫu thân. Mẫu thân làm sao thoát khỏi truy sát, đồng thời phi thăng tiên giới. Y muốn tìm lại càng nhiều ký ức, nhưng trong 16 chữ phong ấn còn 5 chữ chưa phá giải. 5 chữ này còn chưa được giải thì y vẫn khó mà mở được toàn bộ ký ức kiếp đầu. Người đưa Trâm Cài Tóc đến rất đáng ngờ. Hứa Ứng cố gắng hồi tưởng lại đoạn ký ức này, muốn nhìn rõ gương mặt người đưa Trâm Cài Tóc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thấy rõ được. Y thầm nghĩ, nếu mẫu thân ở trên tiên giới, thế thì người này làm cách nào đi xuống tiên giới, mang Trâm Cài Tóc đến. Tiên nhân bình thường trên tiên giới muốn hạ giới thì phải chém tu vi, hao tổn rất lớn. Còn phàm nhân đương nhiên không thể qua lại tiên giới. Chỉ có người trong tiên đình, còn phải là tiên nhân mang chức trách quan, trọng mới có thể qua lại hai giới tiên phàm, ví dụ như tiên đình lục bộ. Nhưng tiên đình lục bộ qua lại hai giới tiên phàm cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu không hạ giới đã có tiên nhân đi khắp nơi. Có thể tự ý hạ giới giao Trâm Cài Tóc cho Hứa Ứng, chắc chắn địa vị rất phi phàm. Kẻ sai người hạ giới đưa Trâm Cài Tóc cho ta, có phải mẫu thân hay không còn chưa biết được. Hứa Ứng suy nghĩ tới xuất thần, miệng lẩm bẩm, nếu là mẫu thân, ta phi thăng lên tiên giới xong chắc chắn sẽ đi tìm mẫu thân. Nếu không phải mẫu thân, thế thì kẻ đưa Trâm Cài Tóc cho ta có ý khác. Hỉ Duyệt, khi ngươi ám sát ta, ta đã đưa Trâm Cài Tóc này cho ngươi. Hỉ Duyệt gật đầu tán thành nói, ta ẩn nấp trong Hách Linh Độ cổ cung, đóng vai một tôi tớ, khó khăn lắm mới lẻn vào trong cung, thấy ngươi đang ngắm cây Trâm Cài Tóc này. Ta đột nhiên ra đòn sát thủ nhưng bị ngươi né tránh, ta thấy một đòn không trúng đang định chạy thì ngươi nhét Trâm Cài Tóc này vào tay ta, thả ta đi. Cô nói đến đây đột nhiên nghĩ lại, khi đó Hứa Ứng có rất nhiều cơ hội giết chết cô, nhưng không ra tay. Khi đó cô còn nghĩ Hứa lão tặc không giết mình là vì lương tâm hổ thẹn. Bây giờ nghĩ lại, mình mắng hắn bất trung bất nghĩa, có lẽ là mắng sai. Trong lòng cô lo lắng bất an, lén lút nhìn Hứa Ứng, nghĩ lại hơn 4 vạn năm qua mình đổ oan cho Hứa Ứng, trong lòng xấu hổ không thôi. Hứa Ứng quan sát Trâm Cài Tóc, im lặng một hồi rồi dò hỏi, từ khi ta phi thăng tiên giới tới khi trở thành Hứa Thiên Tôn của Hách Linh Độ cổ cung, tốn thời gian bao lâu? Hỉ Duyệt không cần suy nghĩ đáp luôn, không đến 300 năm. Chương 1142, Bí mật của Trâm Cài Tóc,
2. Ta tốn 300 năm tu luyện mới vượt qua tiêu chuẩn của sư phụ năm xưa, vừa phi thăng là nghe động tĩnh của ngươi, nghe nói ngươi đã trở thành người của tiên đạo, Thành Ưng. Đoạn tiếp theo cô không nói. 300 năm, ta từ nhân tiên tu luyện lên tới tiên quân. Hứa Ứng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng như tuyết nói, Hỷ Duyệt, ngươi vừa nói mình phải tích góp bao nhiêu năm mới đủ tài nguyên tu luyện lên tiên vương. Hỷ Duyệt nói, chiếm cứ thiên hà, độc chiếm chuyện làm ăn vượt biên, ta cần tốn 7 vạn năm mới tích góp đủ tài nguyên tu luyện thành tiên vương. Nếu đột phá thất bại, ta phải tích lũy 7 vạn năm nữa. Nói tới đây cô lại càng ngại ngùng. So với các tán nhân khác, cô đã rất đáng gờm, chỉ mất có 4 vạn năm để tu luyện tới thiên tiên, đồng thời có hy vọng xung kích lên tiên vương. Chỉ riêng điểm này đã vượt qua vô số tán nhân khác, thậm chí đại đa số tiên nhân nhận chức trong tiên đình cũng không bằng cô. Nhưng so với Hứa Ứng, cô lại kém quá xa. Hứa Ứng nói, tu luyện tới tiên quân thì sao? Hỷ Duyệt lắc đầu nói, chỉ làm ăn thiên hà không thể tu luyện tới thiên quân. Hứa Ứng nói, thế thì làm sao ta tích lũy đủ của cải tu thành tiên quân trong 300 năm? Hỷ Duyệt thận trọng nói, sư phụ, ngươi còn nhớ mấy vị tiên vương tiên quân bị ngươi đánh chết không? Họ nói ngươi bán nhan sắc. Hứa Ứng lườm cô một cái, rõ ràng là bôi nhọ ta. Hỷ Duyệt dò xét, nhỡ đâu không phải bôi nhọ thì sao? Không lâu sau khi phi thăng tiên giới, ta nghe nói ngươi phong lưu phóng khoáng, có nhiều mối quan hệ mập mờ với tiên tử quyền thế, còn là trai bao của Nguyên Quân. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, ta có tuấn tú đâu. Hỷ Duyệt cười nói, bây giờ sư phụ còn thiếu niên, nhưng khi đó sư phụ đã hơn 20 tuổi, tuy mặt mày không trắng nhưng khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, phong thái đĩnh đạc, có vẻ mạnh mẽ mà nam nhân mặt trắng không có, phong vị cũng khác. Sắc mặt Hứa Ứng thoáng hòa hoãn một chút, nói với vẻ hiền lành, ta lên tới 20 tuổi thì sẽ như vậy à, ngươi không nịnh nọt ta đấy chứ. Hỷ Duyệt lắc đầu, đệ tử nói thật mà, tuyệt đối không phải dối trá. Nếu không làm sao Nguyên Quân và những nữ tiên vương khác lại để ý tới sư phụ, nhìn sư phụ bằng con mắt khác. Ta nghe nói ngươi vào phủ đệ của Nguyên Quân còn không cần thông báo, có thể thấy chuyện làm trai bao. Chuyện trai bao, đừng có nhắc lại. Hứa Ứng quả quyết nói. Linh Tư Ước thầm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng. Hứa Ứng hung hăng trừng mắt với cô một cái, nghiêm mặt nói, tu thành tiên quân cần lãnh địa khổng lồ như một thế gian, ăn cơm chùa liệu có được vậy không? Các ngươi đánh giá cao nhan sắc của ta, cũng đánh giá thấp những nữ nhân như Nguyên Quân. Hỷ Duyệt muốn nói lại thôi. Linh Tư Ước cười nói, đổi lại ta là Nguyên Quân, không khéo cũng có thể. Nhỡ đâu ta lại thích kiểu này thì sao? Hỷ Duyệt lòng thầm nghiêm nghị, nữ yêu tinh muốn làm sư nương của ta. Hứa Ứng quan sát cây châm cài tóc mà mình chế tạo, dò hỏi, lúc ta đưa châm cài tóc cho ngươi, có nói gì với ngươi không? Hỷ Duyệt suy nghĩ rồi nói, khi đó ngươi cắm châm cài tóc lên đầu ta, nói một câu, tương lai đưa ta. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng máy động, quan sát tỉ mỉ châm cài tóc nhưng không phát hiện ra trên châm cài tóc có khắc chữ hay dấu ấn gì. Y thử vận nguyên khí truyền vào, chỉ thấy châm cài tóc nhẹ nhàng bay lên, trong hồng ngọc của châm cài tóc có văn tự hiện lên. Đây là một đoạn kinh văn, khắc tổ pháp lục bí. Hứa Ứng kinh ngạc, quan sát tổ pháp lục bí này. Y đã thức tỉnh ký ức tổ pháp lục bí, đương nhiên không xa lạ gì đối với tổ pháp. Nhưng tổ pháp lục bí khắc trong châm cài tóc khác với tổ pháp lục bí mà y học. Hứa Ứng đọc kỹ lưỡng, đối chiếu, những chỗ khác biệt ngoài cách dùng câu từ còn có một số tiểu tiết không đáng kể. Tổ pháp lục bí trong châm cài tóc mang vẻ cổ xưa, ngắn gọn, tối nghĩa. Còn tổ pháp lục bí mà phụ thân truyền cho Hứa Ứng lại càng dễ hiểu, cũng dễ tu hành. Tổ pháp trong châm cài tóc có một số khiếm khuyết nhỏ bé không đáng kể, trong tổ pháp mà phụ thân truyền cho y đã không còn điểm này, cho thấy đã cải tiến. Hứa Ứng mở to hai mắt, hạ giọng nói, nếu ta đã khắc tổ pháp lục bí, thế thì chắc chắn không thể khắc tổ pháp cổ xưa tối nghĩa mà khắc bản của phụ thân ta. Như vậy, vì sao ta lại lưu lại tổ pháp lục bí bản cổ trong châm cài tóc? Tổ pháp lục bí bản cổ này đến từ đâu? Lúc nhỏ y gặp biến cố, Côn Lôn bị hủy, khu đất Hứa gia bị san thành bình địa, từ đó trở đi ly tán khỏi phụ mẫu. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1143, bí mật của châm cài tóc 2.
y không thể lấy được tổ pháp lục bí cổ xưa này. Nói cách khác, lúc lên tiên giới ta mới lấy được tổ pháp lục bí. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, thu hồi châm cài tóc, lẩm bẩm, lục bí của Côn Lôn Hứa ra không phải do cha ta khai sáng. Mở Lục Đại Bỉ Ngạn là một người hoàn toàn khác. Y bất giác nhớ tới lời Võ Đế Áo Vải Thẩm Lạc. Thẩm Lạc từng nói hắn đã tới Bỉ Ngạn, bị nhốt ở đó, phát hiện Lục Đại Bỉ Ngạn đều do một người mở ra. Thẩm Lạc từng thấy dấu vết người này lưu lại khi mở Bỉ Ngạn. Chẳng lẽ người này lệnh cho một vị tiên nhân hạ giới, giao châm cài tóc cho ta, dùng tin tức về mẹ ta ép ta phải lên thượng giới. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, sau khi phi thăng, chắc ta cũng không gặp được mẫu thân mà được người này bố trí, kết giao với các đại nhân vật trên tiên giới. Người này âm thầm đề bạt ta, khiến cho chỉ trong 300 năm ngắn ngủi ta đã đạt tới thành tựu mà người khác ao ước, tu thành tiên quân. Rốt cuộc người này là ai? Người này nắm tính mạng mẫu thân trong tay, FI nhất định phải phi thăng tiên giới, nghe theo điều khiển của hắn. Trong lòng bỗng buồn rầu, y biết mình tìm được tổ pháp Hứa ra ở đâu, khi lưu lạc ở bên ngoài y vẫn là đứa trẻ đầy hoảng sợ. Cho dù y phá giải phong ấn của đế quân, thức tỉnh tất cả ký ức, cũng không thể biết lịch sử của khu đất Hứa ra. Chỉ có phụ thân biết lịch sử của khu đất Hứa ra, nhưng phụ thân rời khỏi Doanh Châu, không rõ tung tích. Y thở dài phiền muộn, không nhớ được gương mặt của phụ thân, phong ấn của đế quân luôn nhiễu loạn ký ức của y đối với phụ thân mẫu thân. Hứa Ứng ổn định lại tâm trạng, tiếp tục dọn dẹp ô nhiễm tiên đạo. Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức cùng đi tới hỗ trợ, giúp Hứa Ứng dọn mấy ngàn thi thể tiên nhân tới một chỗ. Nhiều tiên thi tập hợp như vậy, chắc chắn sẽ sinh loạn, sớm muộn gì cũng có tinh quái gì đó sản sinh ra từ trong đống tiên thi này. Hứa Ứng đang nghĩ cách xử lý, đột nhiên phát hiện trong khu vực Hy Di của mình lại có mười mấy thi thể tiên nhân, lại tranh thủ lấy đống tiên thi này ra. Y nhớ lại lai lịch mười mấy tiên thi này, khi đó mình bị Lục Tự Đại Chú ảnh hưởng, giết sạch đám tiên nhân muốn giết mình trên thuyền. Đặt thi thể bọn họ vào khu vực Hy Di của mình, chuẩn bị luyện thành pháp bảo. Khi đó ta quá tà ác, Hứa Ứng lắc đầu, đột nhiên chú ý thấy mấy ngàn thi thể tiên nhân chồng chất như núi trước mặt mình. Trong lòng y sao động, chẳng lẽ ta vẫn bị Lục Tự phong ấn của đế quân ảnh hưởng. Đột nhiên một âm thanh từ xa vọng lại, Hứa công tử, ngươi nhường lại những tiên thi này đi, ta đang muốn dùng để bổ sung thi quỷ tiên vực của mình. Hứa Ứng biến sắc, không nói năng gì tế cửu đại pháp bảo lên, hóa thành cửu đại cảnh giới, tăng cường tu vi tới cực hạn. Hứa Ứng xê dịch bước chân, Lục Đại Động Thiên tiên giới triển khai toàn bộ, lại tế cả Tử U Minh Đao, như gặp đại địch. Vừa rồi cho dù y đối đầu trực diện với đám người Khai Dương cung chủ bao vây nhưng vẫn nhàn nhã như tản bộ, thản nhiên tự tại, lộ rõ vẻ thong dong. Nhưng âm thanh này lại khiến y không thể không đề phòng. Đột nhiên từng làn sương mù ập tới, tầm mắt Hứa Ứng, Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức bị một cái bóng khổng lồ che khuất. Lực lượng tiên đạo cuồng bạo dung chuyển tu vi của bọn họ, thậm chí ảnh hưởng tới thần thức của Hứa Ứng, Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức, làm thần thức của bọn họ hỗn loạn. Hứa Ứng phát động Lục Đại Động Thiên, thần thức lập tức hóa thành cuồng bạo, chấn áp quấy nhiễu tiên đạo do cái bóng trong làn sương mù tạo thành. Thần trí của Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức cũng khôi phục. Chỉ thấy trong sương mù có cái bóng rộng lớn không gì sánh được, cái bóng lay động, vô số lông đỏ múa lượn trong sương. Bình Nam Thiên Quân. Hứa Ứng tế Tử U Minh Đao lên, một tay khác đã đặt lên Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, chuẩn bị phát động hai món pháp bảo này bất cứ lúc nào. Nếu thật sự không địch nổi, y buộc phải tế Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận lên, kinh động đế quân, dẫn đế quân tới phân cao thấp với thi tiên này. Đây là kế sách xua hổ nuốt sói, nhưng Bình Nam Thiên Quân trong thi vụ lại không mấy địch ý, nói, Hứa công tử đừng hiểu lầm. Lần này ta tới đây là vì thấy có nhiều tiên nhân mất mạng, tới để quan sát, tìm thi thể mới, tăng cường cho thi quỷ tiên vực của mình. Ngươi để lại đống thi thể này cũng chỉ gây ô nhiễm tiên đạo, chẳng thà giao cho ta, không lưu lại hậu hoạn. Hứa Ứng không dám lơi lỏng, nói, Thiên Quân muốn lấy đống thi thể này đi cũng được, nhưng muốn đoạt mạng ba người ta thì khó như lên trời. Ngươi cũng thấy đấy, ta đã tìm lại cảnh giới của ngươi, thực lực hơn xa lúc xưa. Chương 1144, Bí mật của châm cài tóc, 4. Bình Nam Thiên Quân kinh ngạc nói, sao Hứa công tử lại nói vậy, bây giờ chúng ta là cùng chung chiến tuyến, hợp sức phản kháng chính sách tàn bạo của tiên giới, là người một nhà. Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, quay đầu sang nhìn Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức, dò hỏi,
các ngươi có biết thế này là sao không? Hỷ Duyệt suy đoán, có lẽ nhị cẩu chiêu mộ hắn. Hứa Ứng nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Thiên Tôn tuyệt đối không thể chiêu mộ loại người ác độc như Bình Nam Thiên Quân. Và lại Bình Nam Thiên Quân chiến tử trong trận chiến ở Chân Võ Quan, là tử địch với Chân Võ Đế Quân trong Bắc Cực Tứ Thánh. Hai người này đều là cường giả siêu cấp tiếp cận chí tôn, cho dù sau khi chết cũng có chiến lực vô biên, Tiểu Thiên Tôn tuyệt đối không thể chiêu mộ được. Linh Tư Ức nói nhỏ, ta nghe nói gần đây Tiểu Thiên Tôn chiêu mộ một nhóm người kỳ quái, không khéo hắn là một trong số đó. Bình Nam Thiên Quân cười nói, ta sẽ không lấy không đống tiên thi này, lát nữa dẫn ngươi đi gặp một người, bảo đảm ngươi sẽ kêu cha gọi mẹ. Hứa Ứng thầm nghiêm nghị, hắn định hạ thủ giết ta. Khi còn sống, Bình Nam Thiên Quân là thiên quân có năng lực vấn đỉnh chí tôn, tu vi thực lực kinh khủng không gì sánh được. Đối mặt với hắn, Hứa Ứng không có bất cứ phần thắng nào. Thậm chí đạo hạnh mà y vẫn tự hào cũng kém xa Bình Nam Thiên Quân. Chỉ có cường giả như Kim Hà Kiếm Quân mới có thể giao thủ với hắn, nhưng cũng bị hắn áp đảo. Thi vụ quanh người Bình Nam Thiên Quân ập tới, chẳng bao lâu sau đã bao phủ đám người Hứa Ứng, nhưng thi vụ tới bên cạnh đám người Hứa Ứng là trực tiếp lách qua, chỉ bao phủ đống tiên thi kia. Nhắc tới cũng lạ, thi vụ kia vừa bao phủ thi thể tiên nhân, chỉ thấy từng tiên thi dồn dập mở mắt, thân hình bồng bềnh bay lên, đã có hơi thở. Bình Nam Thiên Quân thoải mái thở phào một tiếng, mấy ngày gần đây có con lừa chọc tới tổ đình, nói hắn đánh chết rất nhiều tiên thi ở Doanh Châu, chắc là chư tiên thuộc hạ của ta bị hắn sát hại. Con lừa chọc này tà ác không gì sánh được, có cơ hội phải giáo huấn hắn một trận. Hứa công tử, các ngươi đứng vững. Biu. Thi vụ lan tỏa, cuồng phong ảo ảo, không ngờ lại nâng Hứa Ứng, Hỷ Duyệt và Linh Tư Ức lên, xe gió bay đi. Hỷ Duyệt nhanh chóng quyết định, tế bẻ tiên lên, giơ tay kéo Hứa Ứng lên bè, cô thoáng chần chừ nhưng cũng kéo cả Linh Tư Ức lên. Sư phụ, bè tiên của ta thiên hạ vô song, là bè nhanh nhất thiên hạ, có thể chạy được ngay. Cô cực kỳ tự tin, lập tức phát động bè tiên phá không bay đi, chỉ trong khoảnh khắc đã lao ra khỏi bầu trời tổ đình, lướt thẳng đi. Bè tiên bay qua vô số ngô oi sao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng xung quanh bọn họ vẫn là sương mù nồng nặc. Cái bè của tiểu nha đầu không tệ, tạo bằng kiến mộc hay là phù tang thế? Giọng nói của Bình Nam Thiên Quân vang lên phía trước. Hỷ Duyệt biến sắc, lớn tiếng nói, tạo bằng tầm mộc. Cô đột nhiên chuyển hướng, bay sang phía khác, một khắc sau đã trốn vào cõi âm, bè tiên lướt qua cõi âm, chỉ trong chốc lát đã bay đi không biết bao xa. Nhưng xung quanh bè tiên vẫn là thi khí nồng nặc như sương mù, không cách nào bay ra khỏi phạm vi bao phủ của thi vụ. Hứa Ứng tán thưởng, thiên quân tiếp cận chí tôn, đạo hạnh quả nhiên bất phàm. Bình Nam Thiên Quân đã chết, tu vi còn chưa tới, cấp độ thiên quân nhưng đạo hạnh thật quá cao. Đột nhiên thân hình Bình Nam Thiên Quân lay động, thu liễm thi vụ, cười nói, đến rồi Hứa Ứng, ngươi chuẩn bị kêu cha gọi mẹ thôi. Ta đi đây. Thi vụ cuồn cuộn xé gió bay đi. Hứa Ứng đứng trên bè tiên của Hỷ Duyệt, chỉ thấy bên dưới là Hỗn Nguyên Cung của Tiểu Thiên Tôn, phía sau Hỗn Nguyên Cung là một luồng tử khí thông thiên triệt địa. Y đang định đi tới Hỗn Nguyên Cung thì lại thấy lúc này trong Hỗn Nguyên Cung có một người vóc dáng thư sinh đi ra, tóc mái hai bên đã hoa râm, vừa đi ra ngoài vừa cười nói, Bình Nam đạo huynh, người. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hứa Ứng từ trên bè tiên đi xuống. Hứa Ứng nhìn thư sinh kia, trong lòng lập tức ngổn ngang trăm loại cảm xúc, mọi ký ức thuở nhỏ tức khắc thức tỉnh, ùa cả tới, như thủy triều bao phủ lấy y. Lúc Ea học nói, phụ thân bê sát ý lên quá vai, y bị bệnh khóc lóc, phụ thân cố gắng trêu y cười, y phạm sai lầm bị gậy gỗ trong tay phụ thân đánh. Y nhớ lại phụ thân hiền từ, cũng nhớ lại phụ thân nghiêm khắc, nhớ tới trận hỏa hoạn, nhớ lại phụ thân dốc toàn lực liều mạng bảo vệ y thoát khỏi Côn Lôn. Y nhớ được gương mặt mà cả vạn kiếp qua vẫn luôn muốn nhớ lại, nhưng vẫn thấy trống không. Thời khắc này, gương mặt trống rỗng trong trí nhớ vạn kiếp, hòa cùng gương mặt của thư sinh kia. A Ứng, trông con vẫn chẳng khác gì, hệt như lúc con chạy khỏi Côn Lôn. Hứa Tĩnh đi tới, giọng nói khàn khàn. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1145, cha già, 1. Hứa Tĩnh chạy tới ôm lấy Hứa Ứng, như ôm y khi còn bé. Có hai Hứa Ứng trong ấn tượng của hắn, một là Hứa Ứng khi chạy khỏi Côn Lôn, còn là một đứa trẻ chưa lớn.
sợ hãi bất lực, lao ra khỏi ngọn lửa, bị tiên thần truy sát chạy trốn tới vùng đất chưa biết. Một người khác là Hứa Ứng từ tiên giới đi xuống thế gian, tìm được hắn. Đó là Hứa Ứng khi thanh niên, tự tin, cường đại, có mị lực khác hẳn. Còn bây giờ hắn ôm Hứa Ứng vào lòng mới phát hiện Hứa Ứng này không phải Hứa Ứng khi trẻ con, cũng không phải Hứa Ứng đã trưởng thành mà là một thiếu niên. Thiếu niên này khung xương lớn, vóc dáng hơi gầy. Trước khi chạy khỏi Côn Lôn, Hứa Ứng là đứa bé ham ăn, thân thể không mập nhưng cũng không thể nói là gầy. Hứa Ứng thanh niên là nam nhân tuấn lãng, cũng không gầy, vóc dáng cân xứng. Chỉ có thiếu niên Hứa Ứng trong lòng hắn là có vẻ gầy gò. Trong lòng Hứa Tĩnh chua xót, mọi đau khổ mà Hứa Ứng phải chịu đều là trong thời kỳ thiếu niên này. Hắn vịn vai con trai, nhẹ nhàng đẩy Hứa Ứng ra quan sát, chỉ thấy đây là một thiếu niên hơi ngại ngùng. Gương mặt bị phơi nắng nhiều tới mức ngăm đen, đôi mắt to, ánh mắt trốn tránh, sau lưng là Hỉ Duyệt cũng đang hoang mang. Đây là Hứa Ứng, không phải kiêu hùng Hứa Ứng trong giới tiên nhân, cũng không phải đứa bé chạy, trốn. Đối với Hứa Tĩnh, trận hỏa hoạn phá hủy khu đất Hứa gia vẫn còn rõ ràng như mới, gương mặt từng tiên thần cũng tựa như ở ngay trước mắt, mọi chuyện ngày trước đều rõ mồn một trong tầm nhìn. Nhưng đối với Hứa Ứng, trận hỏa hoạn kia thật mơ hồ, gương mặt tiên thần dữ tợn cũng chỉ loáng thoáng, hệt như cơn ác mộng của tuổi thơ. Trong cơn ác mộng này, tất cả mọi thứ của tuổi thơ đều sụp đổ trong ngọn lửa, chôn lấp trong 16 chữ phong ấn. Chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực này là ngay cả phong ấn của đế quân cũng không trấn áp được. Hơn 4 vạn năm, thi thoảng ác mộng lại xuất hiện, dây dưa với y. Hứa Ứng khao khát tình thân, cực kỳ khao khát, nằm mơ cũng muốn trở lại bên cạnh phụ thân, trở lại bên cạnh mẫu thân. Nhưng đột nhiên có một ngày, phụ thân Hứa Tĩnh xuất hiện trước mặt y, ôm y vào lòng, y lại cảm thấy lạ lẫm, thậm chí không dám nhận nhau. Y còn có cảm giác muốn đào tẩu, y như đứa trẻ được người khác nhận nuôi, cuối cùng cũng có ngày trở lại bên cạnh cha mẹ. Gần đó còn có một vị bá bá chỉ vào nam nhân trung niên xa lạ này nói, xem này, đây là cha ruột của ngươi. Có lẽ cảm giác quá xa lạ, có lẽ hạ phong tới quá đột ngột, khiến tâm linh của y khó lòng tiếp thu. Hứa Ứng ngây ra tại chỗ, gọi cha một tiếng, tiếp đó nghe Hứa Tĩnh hưng phấn nói đông nói tây, nói tới nói lui. Trong trí nhớ của y, gương mặt Hứa Tĩnh dần dần rõ ràng, rất nhiều ký ức liên quan tới phụ thân đã hiển hiện. Nhưng trên người y như có lớp màng ngăn, lớp màng này che giữa y và Hứa Tĩnh, thậm chí khiến giọng nói của Hứa Tĩnh trở nên mông lung mộng ảo. Mãi tới y mộng du nằm lên giường ở Hỗn Nguyên Cung, nằm xuống ngủ say một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại Hứa Ứng mới thoát khỏi trạng thái này. Tình thân ập tới trong lòng y, vui sướng tới mức xưa nay chưa từng có, tình cảm cha con trùng phùng tuôn trào như thủy triều, tưới đẫm tâm linh khô cạn của y. Y đi tới bên cạnh Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh còn có vẻ mất mát, có lẽ vì phản ứng của Hứa Ứng hôm qua không mấy thân cận, đối đãi với hắn như người xa lạ, chỉ lễ phép gọi cha một tiếng. Hắn thấy vẻ kháng cự, thấy sự mất tự nhiên. Nhưng lần này Hứa Ứng lại đi về phía hắn, ôm vai bá cổ hắn. Hứa Tĩnh cảm thấy cổ của mình bị nước mắt thấm đẫm, cảm nhận được tình phụ tử sâu đậm ập tới, khiến ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, nước mắt không nhịn được lăn xuống. Lúc này hắn mới cảm nhận được đứa con trai đang ôm chặt lấy mình, không phải đứa bé kêu khóc sợ hãi bất lực, cũng không phải kiêu hùng cơ trí vững chãi. Hứa Ứng khi còn bé phải ngồi trên bàn học, nghe hắn tận tâm chỉ bảo. Hứa Ứng lúc thanh niên bày mưu tính kế, bố trí hết thảy, thậm chí ngay người cha như hắn cũng được an bài ổn thỏa. Còn đứa con trai trong lòng hắn chỉ là một thiếu niên trải qua trắc trở, trưởng thành nhưng còn chưa hoàn toàn lớn lên. Khung xương của y rộng lớn nhưng chưa đủ khỏe mạnh, tình cảm của y sâu đậm nhưng chưa đủ mạnh mẽ, trí tuệ của y cao siêu nhưng chưa đủ thâm trầm. Hứa Tĩnh không nhịn được rơi lệ, hắn luôn cảm thấy mình không được trải qua giai đoạn con trai trưởng thành, nhưng thiếu niên Hứa Ứng xuất hiện như đền bù cho hắn. Nhưng trong thời gian đó Hứa Ứng đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Chương 1146, Cha Già, 2. Dẫu sao cũng hơn 48.000 năm, thần tiên bất lão sinh sinh tử tử, được đưa tới hết gia đình này tới gia đình khác, bị truyền ký ức hư ảo, như con rối bị giật dây, thao túng cả cuộc đời. 48 vạn năm qua đã trải qua những điều gì, chỉ có bản thân Hứa Ứng nhớ lại mới có thể cảm nhận được nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng như phát tiết toàn bộ chua xót trong lòng, buông vai Hứa Tĩnh, bờ vai hai cha con đã ướt nhẹp. Hứa Ứng lau nước mắt, cười nói,
Cha, con tìm được tin tức mà mẫu thân lưu lại. Y lấy châm cài tóc ra, đặt vào tay Hứa Tĩnh. Châm cài tóc cổ xưa đánh thức một đoạn ký ức của Hứa Tĩnh, đó là khi Hứa Ứng dùng thời gian rảnh rỗi thu thập tiên kim và bảo thạch trên núi, gõ gõ đập đập tạo ra cây châm. Thê tử còn lôi ra chế giễu hắn, nói hắn không quan tâm tới mình bằng con trai. Hứa Tĩnh vuốt viết châm cài tóc, đủ loại ký ức ập tới, khiến hắn thoáng phiền muộn. Một nhà ba người, chia lìa đã gần 50.000 năm, tới bao giờ mới có thể đoàn tụ? Hứa Ứng kích hoạt cổ pháp lục bí trong châm cài tóc, hồng ngọc xoay tròn, từng đoạn văn tự hiện lên xung quanh bọn họ. Hứa Tĩnh vứt bỏ tạp niệm, quan sát 6 phần tổ pháp lục bí này, ồ lên kinh ngạc. Đây không phải tổ pháp ta truyền cho con. Hứa Tĩnh sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, loại pháp môn này cổ xưa hơn nhiều, ý văn rất cổ, có lẽ tới từ 5 tháng xa xưa hơn. Hắn từ từ quan sát, nói với Hứa Ứng, đây không phải bút tích của mẫu thân con kiếm đâu ra 6 phần cổ pháp này vậy? Hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ, phải rồi, đến giờ con vẫn chưa phá được phong ấn, chưa khôi phục ký ức kiếp đầu, chắc chắn không nhớ ra chuyện này. Con đưa công pháp ra là muốn hỏi ta xem tổ pháp Hứa gia ta có từ đâu. Mấy ngày nay tới tổ đình hắn cũng không rảnh rỗi, thường xuyên hỏi thăm những người khác về quá khứ của Hứa Ứng. Đối với chuyện này, hắn luôn cảm thấy mình mắc nợ. Đầu tiên hắn lên Bồng Lai Tiên Sơn, hàn huyên rất lâu với thần bà và bọn cô xạ tiên tử. Sau đó lại được thần bà chỉ điểm tìm tới Tiểu Thiên Tôn, nói chuyện rất lâu với Tiểu Thiên Tôn. Hắn lại gặp Trúc Thiền Thiền, nghe chuyện của Hứa Ứng từ chỗ Trúc Thiền Thiền, lại gặp lúc A Phúc ngốc nghếch từ thế giới nguyên thú đến, hắn lại hỏi thăm A Phúc ngốc nghếch về quá khứ của Hứa Ứng. Câu chuyện mà mỗi người kể cho hắn lại có điểm khác biệt, nhưng ghép lại với nhau là có thể thấy được bức tranh tổng thể về Hứa Ứng trong 40.000 năm qua. Hắn rơi lệ vì ký ức thê thảm đau đớn của Hứa Ứng không biết bao nhiêu lần, cũng vui mừng vì Hứa Ứng có thể quật khởi trở lại. Hắn còn nghe câu chuyện tình cảm giữa Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, lại thấy rất hiếu kỳ về cô gái này, chỉ hận không thể bay tới Côn Lôn xem thử. Tuy hình dạng hắn không già, nhưng lại là một người cha đã già cả. Tổ pháp Côn Lôn, thật ra lai lịch hết sức cổ xưa, có thể truy tới tận thời cổ đại, mọi người từ tổ đình lan tỏa ra chư thiên vạn giới. Hứa Tĩnh thuật lại lịch sử tổ pháp lục bí, nói, ta nghe trưởng lão trong tộc nói về tổ pháp, trưởng lão từng nói tới một chuyện, thật ra tổ pháp thoát thai từ tiên pháp tổ đình. Hứa Ứng trong lòng máy động, tiên pháp tổ đình. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường, khởi nguồn của môn phái lại là tiên pháp tổ đình. Thế thì đám người bài xích na pháp sẽ thấy sao? Hứa Tĩnh gật đầu nói, ta cũng từng muốn thăm dò căn nguyên của tổ pháp, nhưng Côn Lôn là nơi trọng yếu kết nối với chư thiên vạn giới, cho nên trước sau gì vẫn không rảnh tay. Có lẽ tổ pháp lục bí đã tồn tại từ 60.000 năm trước, nhưng khi đó tổ pháp ngắn gọn đơn sơ, ta từng đọc qua bản cổ trong tộc. Là bản của 10.000 năm trước, phần viết về khai thác khí từ lục bí luyện thành tiên dược đã là phiên bản bị đào thải. Tổ pháp lục bí vẫn luôn được phát triển chứ không phải dậm chân tại chỗ. Truyền tới đời của Hứa Tĩnh đã hình thành phương pháp khai thác khí từ lục đại bỉ ngạn, luyện thành tiên dược trong động thiên, dẫn vào cơ thể, luyện hóa trong thân thể. Loại tổ pháp này cực kỳ phức tạp, cần có công pháp chuyên môn phối hợp mới có thể luyện hóa tiên dược. Mà loại công pháp này tên là Thái Nhất Thiên Tiên Công. Không tu Thái Nhất Thiên Tiên Công, đừng mơ luyện hóa được. Nhưng có rất nhiều na pháp phiên bản đơn giản hóa được truyền ra ngoài, từ Hứa gia truyền cho bất tử dân Côn Lôn. Tổ pháp này truyền tới thế hệ Hứa Ứng, được Hứa Ứng quyết đoán cải tiến, chế tạo 6 loại cung điện đâu xuất nê hoàn đặt vào bỉ ngạn, hấp thu khí trong bỉ ngạn vào tiên lô, trực tiếp luyện hóa thành tiên dược. Kể từ đó người người đều có thể tu luyện na pháp. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1147, Cha Già. Nhưng cũng gây ra không ít sự cố. Hứa Tĩnh nói, cổ pháp trong châm cài tóc còn xa xưa hơn nữa, còn cổ hơn bản 10.000 năm trước. Nói vậy là có lẽ trên tiên giới có một vị đại nhân vật tinh thông na pháp, địa vị cực cao. Hắn cũng là người thông minh, nhanh chóng nghĩ đến điểm mấu chốt. Năm xưa Hứa Ứng có thể nhanh chóng đứng vững trên tiên giới, trong 300 năm mà nhảy lên làm chân quân đứng đầu đầu bộ tam chân, chắc có vị đại nhân vật này trợ giúp. Nếu vị đại nhân vật này tới từ 10.000 năm trước đến 60.000 năm trước, thế thì hắn, họ Hứa, là tổ tiên của Hứa gia,
Hứa Tĩnh nói, nếu tới từ 60 vạn năm trước, thế thì... Sắc mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên nói, A Ứng, hắn có thể là tồn tại đã lưu lại 10 tòa động thiên trên Côn Lôn. Hứa Ứng kinh ngạc nói, 10 tòa động thiên trên Côn Lôn. Y từng nghe Tây Vương Mẫu nói trên không trung của Côn Lôn có 10 tòa động thiên kết nối với tiên giới. 10 tòa động thiên này cổ xưa không gì sánh được, hấp thu tiên linh chi khí của tiên giới xa xôi, chuyển hóa thành 10 hình thái năng lực, biến Côn Lôn thành như tiên cảnh. Trong đó động thiên giao trì của Côn Lôn bị tiên giới phong ấn, còn động thiên này chuyên dẫn tiên linh chi khí vào, biến thành giao trì tiên thủy. Giao trì tiên thủy lại là mấu chốt giúp Hứa Ứng cứu cõi âm. Nếu nói thập đại động thiên Côn Lôn là người khác lưu lại, vậy người khai sáng 10 động thiên đó cường đại tới cỡ nào? Hứa Tĩnh nói, 10 động thiên Côn Lôn, trong tộc luôn có hai cách nói. Một nói nó hình thành tự nhiên, một nói nó do người khai sáng tổ pháp mở ra. Cách nói hình thành tự nhiên cho rằng tổ pháp thật ra là tiên pháp tổ đình kết hợp với 10 động thiên Côn Lôn, khiến tổ tiên lĩnh ngộ, tìm hiểu được tổ pháp. Cách nói do người mở lại cho rằng người khai sáng ra tổ pháp thu được thần thông vô thượng, mở đường lên tiên giới, tạo thành thập đại động thiên Côn Lôn. Cho dù là loại suy đoán nào đi nữa, cũng cực kỳ kinh người. Hứa Ứng không nhịn được nói, cha, người mở tổ pháp của phải tổ tiên của Hứa gia không? Hứa Tĩnh thoáng chần chừ, lắc đầu nói, chưa chắc. Hứa gia ta phụng lệnh trấn thủ Côn Lôn Ngọc Hư Phong. Đã là phụng lệnh tức là bên trên còn có người. Có lẽ tổ pháp của Hứa gia ta là tổ đình 60 vạn năm trước truyền lại, cũng có thể là tổ tiên Hứa gia ta sáng tạo ra. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, người khai sáng tổ pháp cũng là sư tổ của Hứa gia ta. Thời gian quá xa xưa, điển tịch cổ xưa nhất của Hứa gia cũng chỉ có tổ pháp 10 vạn năm trước, bản xa xưa hơn đã mất do đủ loại nguyên nhân. Hứa Tĩnh nói, khi còn bé ta từng thấy trong từ đường của Hứa gia thờ phụng tấm biển ghi công mà tiên giới tặng cho Hứa gia ta. Hứa Ứng nhắc nhở, chúng ta bị diệt trừ như phản tặc. Hứa Tĩnh nói, ta biết. Tuy hắn là thư sinh hay đọc sách dạy bảo người khác, nhưng cũng không hiểu nổi chuyện này. Nói, Hứa gia ta phụng lệnh trấn thủ Côn Lôn Ngọc Hư Phong, phụ trách kết nối tiên phàm. Đại đế các giới tới Côn Lôn tế tổ, phi thăng, đều phải đi qua Ngọc Hư Phong. Nói cách khác, thật ra có trên tiên giới có người chuyên đến đón đế vương phi thăng. Hứa gia ta là một bộ phận của tiên đình dưới thế gian, nhưng chỉ trong một đêm lại hóa thành phản tặc. Hứa gia ta cũng không làm gì sai. Thần sắc mặt hắn mê man, không hiểu nguyên nhân trong đó. Con biết nguyên nhân trong đó, chẳng qua tiên giới muốn nắm giữ thế gian, mở thế giới thiên đạo mà thôi. Hứa Ứng vỗ vai phụ thân nói, Côn Lôn là thế gian cỡ nhỏ, cõi âm nắm giữ tín ngưỡng bách tính cũng vậy. Mang ngọc là có tội. Hứa Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, cầm cây châm cài tóc cũ kỹ kia, giọng nói khàn khàn, nếu vậy, vì sao vị sư tổ khai sáng tổ pháp không cứu vớt Hứa gia? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Hứa Ứng ra khỏi Hỗn Nguyên cung, hít thở hơi lạnh bên ngoài, tử khí dâng trào sau lưng. Y nhìn về phía tổ đình, chỉ thấy khắp nơi trong thiên địa đã có từng thần khí bổ thiên khổng lồ bay lên. Đạo quang lan tỏa từ trong thần khí, ánh sáng nối liền, đại đạo va chạm, xuất hiện từng đợt sóng bao la hùng vĩ. Hứa Tĩnh đi tới bên cạnh y, cùng quan sát cảnh tượng tráng lệ này. 60 vạn năm trước, tổ đình bị phá hủy trong chiến hỏa với tiên giới, từ đó trở đi bị gọi là ma vực, tiên dân sinh sống trong tổ đình lại bị gọi là ma tộc. Hứa Ứng nhìn về xa xăm, nói, 60 vạn năm trước, người trong tổ đình thông qua Côn Lôn di chuyển tới chư thiên vạn giới. Cha, trong chuyện này có vấn đề lớn. Hứa Tĩnh nói, cùng xuất thần từ tổ đình, vì sao tổ đình lại bị bôi nhọ là ma? Chương 1148, Hứa Tĩnh gặp Lục Nguyên, 1. Phía xa mây gió dần dần nổi lên, biến ảo khôn lường. Một nữ nhân áo trắng đang đi về phía này, vận khí xung quanh bốc hơi, tạo thành long văn phượng văn, không ngừng múa lượn xung quanh. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Thanh Bích cô nương, sao cô ấy lại rời khỏi thế giới Nguyên Trinh tới đây? Hứa Tĩnh vui vẻ, là cô con dâu mà ta nghe à? Hứa Ứng hơi xấu hổ, lắc đầu nói, không phải. Hứa Tĩnh càng chờ mong, là con dâu khác của ta à? Thanh Bích tiên tử nhìn thấy Hứa Ứng, trong lòng thoáng chút bối rối. Lần này cô nhập thế, vốn dĩ lo nhất là gặp Hứa Ứng, lo lắng Hứa Ứng sẽ làm nhiễu loạn nội tâm mình. Sau khi cô được Thương Thiên Đế Quân truyền thụ Thái Thượng Động Uyên Thương Đế Tâm Kinh, biết mình có muốn tị thế ẩn cư cũng không thể thoát khỏi phiền nhiễu trên thế gian,
chắc chắn sẽ có nhân quả của Thương Thiên Đế Quân tới tìm mình, vì vậy chủ động nhập thế. Cô quyết đấu tới Tổ Đình. Sau khi tới Tổ Đình vốn định tìm Thương Thiên Đế Quân, nhưng đi khắp nơi xung quanh mà cũng không thấy Thương Thiên Đế Quân thì thôi, ai ngờ lại gặp cả Hứa Ứng. Tình cảm của cô và Hứa Ứng bắt nguồn từ một thời gian sinh sống chăn dê, nhưng chỉ là tình cảm mơ hồ, không vượt quá giới hạn. Sau này Hứa Ứng biến mất, cô cũng chôn đoạn tình cảm này trong lòng, không muốn dây dưa nhiều với thần tiên bất lão. Nhưng kiếp này Hứa Ứng lại tiếp xúc với cô, có dấu hiệu tình cũ lại về. Nhưng cô vẫn giữ vững đạm tâm, quyết định buông bỏ chút tình cảm này, bởi vậy lựa chọn ẩn cư tị thế. Nhưng khi tới trước mặt Hứa Ứng, cô lại trở nên bình thản. Nếu không tránh được, vậy thì phải đối mặt. Cô là tu sĩ, luôn nhìn thẳng vào nội tâm. Hứa Ứng, lại gặp mặt rồi. Cô rất cởi mở, chào hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng thoáng kinh ngạc, trước đây cô gái này gặp y là luôn có ý tránh né, không muốn dính líu nhiều tới y, không biết vì sao lần này lại chủ động chào hỏi y, mà còn có vẻ khá tự nhiên. Thanh Bích cô nương, cô có vẻ thoải mái hơn trước nhiều rồi. Hứa Ứng không khỏi vui thay cho cô, cười nói, cô chịu ra khỏi thế giới Nguyên Trinh, đúng là đáng mừng. Thanh Bích tiên tử cười nói, Thương Đế phục sinh, truyền ta Thương Đế tâm kinh, trong lòng ta mang nhân quả này, cũng biết khó mà chỉ lo thân mình, sớm muộn gì cũng dính vào nhân quả của Tổ Đình. Nếu đã vậy chẳng thà dứt khoát tới Tổ Đình, cho dù tương lai có biến cố cũng tiện ứng phó. Hứa Ứng vui vẻ nói, ta cũng nghe Thương Thiên Đế Quân nhắc tới cô, không ngờ công pháp của hắn có thể khiến cô nhập thế, tốt quá. Hứa Tĩnh ở bên cạnh nhíu mày lo lắng, thế nào là tốt quá. Lúc trước ta dạy nó bao nhiêu ca phú thi từ, tùy tiện trích đôi lời ra ngâm nga, chẳng thể hiện mình có văn hóa, chẳng dễ chiếm được trái tim của cô nương nhà người ta hơn à. Nhưng hắn lại không ngờ, Hứa Ứng hiện giờ không giống Hứa Ứng kiếp đầu. Hứa Ứng kiếp đầu được hắn dạy bảo hun đúc, văn chương lai láng, giơ tay nhấc nhân là có khí khái hào hùng, nói năng ca từ đều tuyệt đỉnh. Còn Hứa Ứng kiếp này mới chỉ sống có 16 năm, tuy nhớ được quá khứ hơn 4 vạn năm nhưng thực chất chỉ là người bát rắn, là loại mù chữ. Con trai ngốc của hắn biết viết chữ đã là rất đáng gờm rồi, nếu không có con rắn nào đó dốc lòng dạy bảo, chỉ e còn tệ hơn hiện tại. Trong trí nhớ hơn 4 vạn năm, đương nhiên có rất nhiều Hứa Ứng biết thi từ ca phú, học được cầm kỳ thi họa. Nhưng đối với Hứa Ứng bây giờ, đó là những ký ức lắng đọng sâu trong lòng. Hắn phải khổ sở đọc lại ký ức mới có thể nhớ được những thứ này, càng không nói tới chuyện vận dụng thành thạo. Thanh Bích tiên tử không cảm thấy lời nói của Hứa Ứng có gì không ổn, ngược lại càng thích vẻ thẳng thắn của y, nói, sau khi nhận được Thương Đế tâm kinh, ta phát hiện một vấn đề rất thú vị. Hứa Ứng, ngươi xem này, tổ pháp lục bí mà ngươi truyền cho ta có hiệu quả giống như Thương Đế tâm kinh. Hứa Tĩnh vui mừng hớn hở, cười nói, A Ứng, con truyền tổ pháp cho người ta à? Hắn cho rằng tổ pháp này chắc chắn là vật đính ước, ngay cả tổ pháp cũng truyền thụ, có thể thấy cô con dâu này không thoát được rồi. Hứa Ứng thấy nét mặt hắn là biết hiểu lầm, nhưng cũng không thể giải thích. Y đi tới bên cạnh Thanh Bích tiên tử, Thanh Bích lấy Thái Thượng Động Uyên Thương Đế tâm kinh ra, lại lấy tổ pháp lục bí mà Hứa Ứng truyền thụ, mở hai quyển sách ra nói, ngươi xem này. Hứa Ứng đi tới, chỉ thấy gương mặt cô trắng trẻo hoàn mỹ, sống mũi tinh xảo như ngọc, mặt mày như vầng trăng, ánh mắt lóng lánh, rung động lòng người. Không biết có phải tác dụng khi tu luyện Thương Đế tâm kinh không, cô gái này lại trở nên càng thêm quyến rũ. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1149, Hứa Tĩnh gặp Lục Nguyên, 2. Hứa Ứng bất giác nhớ tới khi cô đóng giả làm quỷ hù dọa mình và ngoan thất, không khỏi mỉm cười. Thanh Bích nhìn như lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại là một cô bé thích đùa dai. Y thu liễm tinh thần, quan sát những chỗ Thanh Bích chỉ. Trong Thương Đế tâm kinh có một đoạn thế này, từ nơi sâu xa có Thái Thượng Chi cảnh, treo cao trên hư vô, nơi đó là khởi nguồn của đại đạo, Thái Thượng Chi khí ẩn trong đó. Thanh Bích tiên tử chỉ vào kinh văn, khẽ dịch ngón tay nói, tu hành Thương Đế tâm kinh cần xác định vị trí Thái Thượng Chi cảnh, lại mở Thái Thượng Động Uyên, dẫn dắt Thái Thượng Chi khí để tu luyện. Loại phương pháp tu hành này có giống với tổ pháp mà ngươi truyền cho ta không? Hứa Ứng suy đoán kinh văn cẩn thận, phát hiện tuy Thương Đế tâm kinh cũng mở động thiên, hấp thu Thái Thượng Chi khí nhưng không phải mở bỉ ngạn.
Thương Đế Tâm Kinh là để bản thân kết nối với Thái Thượng Động Uyên. Rốt cuộc Thái Thượng Động Uyên là sao? Cũng là Bỉ Ngạn ư? Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình đã thấy trong Thái Hư Chi Cảnh. Số lượng Bỉ Ngạn trong Thái Hư Chi Cảnh không chỉ có 6, chỉ riêng những Bỉ Ngạn mà y thấy đã lên tới 9. Có lẽ còn có Bỉ Ngạn mà y chưa từng thấy, thế thì không lên tới bao nhiêu. Thái Thượng Động Uyên chẳng lẽ là Bỉ Ngạn trong Thái Hư Chi Cảnh? Thương Đế Tâm Kinh chắc có liên quan tới tổ pháp Hứa gia. Hứa Ứng so sánh hai loại pháp môn, suy nghĩ một lát rồi nói, vừa rồi ta và cha ta đang nói tới nguồn gốc của tổ pháp Côn Lôn Hứa gia. Xem ra tổ pháp của Hứa gia dựa trên cơ sở tiên pháp của tổ đình mà sáng tạo ra. Bá phụ, Thanh Bích nhìn Hứa Tĩnh, nháy mắt hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, Thanh Bích cô nương, đây chính là gia phụ. Thanh Bích tiên tử hành lễ vãn bối với Hứa Tĩnh, nói khẽ, vãn bối Thanh Bích, còn chưa kịp bái kiến bá phụ. Hứa Tĩnh cười nói, cô nương không cần đa lễ. Y lấy từ trong khu vực Hy Di ra một tấm ngọc bội, cười nói, A Ứng không biết đối nhân xử thế cho lắm, đã thiệt thòi cho cô nương rồi. Đây là ôn ngọc ở Doanh Châu, ngọc này cực kỳ hiếm óc, là đồ vật của tiên gia, treo trên người là có thể tránh được một đợt tử kiếp. Nếu đối mặt với đại kiếp sinh tử, ngọc bội sẽ vỡ nát, bản thân cô nương sẽ bình an vô sự. Lần đầu gặp mặt, Thanh Bích cô nương đừng chối từ. Thanh Bích tiên tử kinh ngạc nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, cô cứ nhận là được. Y nhìn về phía Hứa Tĩnh, cha còn mảnh ngọc nào tương tự không? Hứa Tĩnh lại lấy một khối ra đưa cho y, cười nói, ta tu luyện ở Doanh Châu, lấy được 2 mảnh, vốn định cho con một mảnh, cho con dâu một mảnh. Thôi thì đưa con trước. Thanh Bích đỏ mặt, định trả lại ngọc bội nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Cô chưa bao giờ gặp chuyện mời, chào nàng dâu như vậy. Hứa Ứng nháy mắt với cô mấy cái, nói, chúng ta bàn tiếp nào. Thanh Bích tưởng y có cách trả lại ngọc bội, trong lòng cũng yên tâm, tiếp tục nói, mấy ngày nay ta tu luyện Thương Đế Tâm Kinh. Phát hiện nguyên thần có thể men theo Thái Thượng Động Uyên tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh, ngao du trong đó, trao đổi với Thái Thượng Chi Đạo. Thái Thượng Chi Đạo hình như không phải tiên đạo. Hứa Tĩnh thấy cô thu hồi ngọc bội, thầm nghĩ, có thể thấy đã tình trạng ý thiếp rồi, chỉ thiếu điều xuyên thủng lớp giấy cửa sổ thôi. Hứa Ứng suy tư, tiên đạo của tiên đình khác với tiên đạo của tổ đình, đại đạo trong Thái Thượng Chi Cảnh chắc là tiên đạo của tổ đình. Thanh Bích tiếp tục thuật lại phát hiện của mình, Thái Thượng Chi Đại hết sức kỳ quái, mênh mông thâm sâu, tàn khuyết thiếu thốn. Mỗi lần ta ngao du Thái Thượng Chi Cảnh tiếp xúc với Thái Thượng Chi Đạo đều có cảm giác vật ngã lưỡng vong, hoảng hốt mà tỉnh lại. Ta thấy rất nhiều tu sĩ ngồi ở đó, cực kỳ cổ xưa, có người cường đại vô biên, vượt qua hiểu biết của ta, có người đã trở thành xương cốt. Vì vậy ta luôn để mình tỉnh lại, rời khỏi Thái Thượng Chi Cảnh, tránh bị đồng hóa thành đạo. Hứa Ứng và Hứa Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Hiện tượng mà Thanh Bích nói chưa từng xuất hiện trong Thái Hư Chi Cảnh. Trong Thái Hư Chi Cảnh ẩn giấu rất nhiều Bỉ Ngạn, nhưng thật ra là hiện tượng mà vũ trụ đại đạo thai nghén. Ví dụ như huyền hoàng nhị khí, ví dụ như hỗn độn hải, bất diệt linh quang. Tiếp xúc với những nơi này sẽ không bị đồng hóa. Thái Thượng Chi Cảnh trong miệng Thanh Bích lại có thể đồng hóa tu sĩ, hơn nữa Thái Thượng Chi Đạo tàn khuyết thiếu thốn, cũng rất kỳ quái. Thái Thượng Chi Cảnh không phải ở trong Thái Hư Chi Cảnh. Hứa Ứng thoáng chần chừ nói, Thanh Bích cô nương, cô có thể cho ta một bản Thương Đế Tâm Kinh không? Chương 1150, Hứa Tĩnh gặp Lục Nguyên, à. Thanh Bích gật đầu, đưa phần mình sao chép lại cho y nói, chỗ ta còn có phiến đá, trên đó là Thương Đế Tâm Kinh nguyên bản. Hứa Tĩnh mừng rỡ, thầm nghĩ, trao đổi công pháp chính là trao đổi tín vật đính ước. Đột nhiên trong lòng hắn máy động, cười khẽ nói, A Ứng, đừng để cô nương này đứng ngoài cửa nữa, các ngươi vào Hỗn Nguyên Cung từ từ trò chuyện. Lúc này Hứa Ứng mới tỉnh ngộ, vội vàng mời Thanh Bích vào cung. Hứa Tĩnh lắc đầu, hạ giọng nói, chỉ hận không thể cầm tay dạy con. Nhưng hảo bằng hữu tới đây lần này có tu vi không thể coi thường. Hắn bay lên không trung, lên xuống mấy lần đã tới Sùng Sơn bên ngoài Hỗn Nguyên Cung. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời có một luồng tiên quang hạ xuống. Tiên quang kia tập trung vào người một nam nhân cao lớn. Nam nhân kia tướng mạo đường đường, dáng vẻ uy nghiêm, tay cầm một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, quanh người có đạo tràng tiên đạo bao phủ, trong đạo tràng có vô số đạo liên xen lẫn, hình thành một gốc ngọc trúc. Hứa Tĩnh nhướng mày, thản nhiên nói, dừng bước.
Nam nhân kia dừng chân, giơ thanh tam tiên lưỡng nhận đao lên, giọng nói như sấm dậy: Tiên đình đầu bộ, bắc đầu thất nguyên, thiên quyền nhậm huyền cơ, phụng lệnh hạ giới bắt phản tặc Hứa Ứng. Ngươi là vị đạo hữu tiên gia nào? Vì sao lại ngăn cản ta? Hứa Tĩnh mỉm cười: Con ta đang có chuyện lớn trong cuộc đời, không cho phép quấy rầy. Ngươi đến thế nào thì về thế đấy. Thiên quyền nhậm huyền cơ bật cười: Thật to gan, bắc đầu thất nguyên nào phải hư danh. Hứa Tĩnh nói: Bắc đầu đệ tứ nguyên, thiên quyền thiên cung nhậm huyền cơ, công pháp tu luyện là cửu lão tiên đô công. Luyện thành 9 loại đại đạo khác biệt, tạo thành một gốc ngọc trúc giữa đạo tràng, hợp nhất cửu đạo. Nhậm huyền cơ trong lòng giật thót, quát: Ngươi là ai? Vì sao lại biết công pháp thần thông của ta? Hứa Tĩnh nói: Con của ta sưu tập tất cả công pháp thần thông của cao thủ tiên giới, trồng chất như núi, nhờ ta tham khảo lĩnh ngộ. Hắn muốn để ta vô sự tự thông, mượn công pháp thần thông của các ngươi làm căn cơ, lĩnh ngộ pháp môn cao thâm hơn. Ta tìm hiểu hơn 4 vạn năm. Hắn còn chưa dứt lời, nhậm huyền cơ không nói năng gì tung người nhảy lên, vung thanh tam tiên lưỡng nhận đao chém thẳng xuống. Hứa Tĩnh thở dài, hạ giọng nói: Ta bị nhốt ở Doanh Châu lâu như vậy, đến giờ vẫn không biết rốt cuộc tu vi thực lực của mình đến mức nào, nhưng ta nhìn chiêu pháp của ngươi. Hắn đột nhiên xê dịch thân hình, nghênh tiếp thiên quyền cung chủ nhậm huyền cơ, giơ tay lên là chỉ trưởng liên tiếp biến hóa, đỡ lấy tam tiên lưỡng nhận đao. Đều là sơ hở, chỉ trưởng của hắn hoặc gạt hoặc điểm, chỉ trong khoảnh khắc đã phương án vỡ tất cả đạo lực tích tụ trong đao này. Khoảnh khắc sau hắn đã thuận thế giết vào trong đạo tràng của nhậm huyền cơ, vài hiệp qua đi. Nhậm huyền cơ miệng phun máu tươi bay ngược lại, đâm thẳng vào một đỉnh núi, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hứa Tĩnh ngừng tấn công, nhìn hai tay mình lẩm bẩm: Ta vẫn không phát hiện ra cực hạn của mình là ở đâu. Ta chỉ biết là Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân đều rất tôn kính ta. Hắn thở dài phiền muộn, đang định bỏ đi thì đột nhiên từ trên bầu trời có 3 luồng tiên quang giáng xuống bao vây lấy hắn. Trong 3 luồng tiên quang kia có 3 thân hình hùng vĩ, ai nấy mang nguyên thần cường đại vô biên. Chính là Bắc Đầu Thất Nguyên, Diêu Quang Cung Chủ Phó Huy, Thiên Hành Cung Chủ Trần Bân và Thiên Tuyền Cung Chủ Lương Hạo. Người này rất mạnh. Nhậm huyền cơ vừa nói xong câu này là ho ra máu liên tục, khí tức uể oải. Hứa Tĩnh quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ thấy tam đại cung chủ khí tức ngất trời, ai nấy tế ra nguyên thần, trải rộng đạo tràng. Nguyên thần của bọn họ thậm chí rút cả đạo thụ trong đạo tràng lên. Dùng đạo thụ làm vũ khí là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của tiên quang. Ánh mắt Hứa Tĩnh đảo qua bọn họ, nhanh chóng phân biệt: Công pháp của ngươi là Văn Xương Thiên Tâm Quyết, công pháp của ngươi là Tử Dương Đan Nguyên Công, ngươi là Đan Hoa Hỏa Linh Quy Chân Công, các ngươi đều không yếu. Tam đại cung chủ đột nhiên đánh từ 3 hướng tới. Diêu Quang Cung Chủ Phó Huy cười lạnh nói: Dám che giấu cho phản tặc, tiễn ngươi về Tây Thiên. Dầm, thư sinh trông văn nhã yếu đuối mà chỉ dùng một tay là ngăn cản được thế công của hắn, phá Tử Dương Đan Nguyên cô gái của hắn, giết vào đạo tràng của hắn, chỉ sau vài chiêu đã đánh nổ đạo thụ của hắn. Phó Huy đạp xuống bên cạnh Nhậm Huyền Cơ, tai mắt mũi miệng chảy máu ồ đại thương, dãy dụa nói: Lão Nhậm, người này lai lịch ra sao? Không biết. Nhậm Huyền Cơ lau vết máu trên miệng, cố gắng chế ngự thương thế, cắn răng nói: Hắn đột nhiên xuất hiện, bảo ta đừng làm trễ nải chuyện lớn trong cuộc đời con hắn. Ai biết con hắn là đứa nào? Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.